Vera Wang được mọi cô dâu coi là bà tiên váy cưới. Thế nhưng ít người biết rằng hồi bé Vera Wang chẳng hề giống như những bé gái khác, mơ về một chiếc váy cưới lộng lẫy. Tất cả động lực để Vera Wang trở thành một người uy quyền trong giới thiết kế đến như vậy chính là ngày cưới của bà. Vera Wang từng thiết kế váy áo cho rất nhiều phụ nữ nổi tiếng, từ chị em nhà Kardashian tới cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Bà cũng là người tạo ra những mẫu váy cưới trị giá hàng nghìn đô la Mỹ mà mọi cô dâu đều ước ao được khoác lên trong ngày trọng đại của cuộc đời. Cho đến tận lúc này, Vera Wang vẫn luôn thấy ngạc nhiên trước những thành công đã đạt được, thậm chí cả sự nghiệp là một nhà thiết kế thời trang. Nếu có ai đó nói rằng tôi sẽ không kết hôn cho đến khi 40 tuổi và sẽ xây dựng sự nghiệp bằng những chiếc váy cưới, tôi sẽ bật cười thật lớn, bà vui vẻ nói. Thực tế, người phụ nữ này đạt được những thành công lớn nhất trong sự nghiệp và cuộc sống khi bà đã không còn quá trẻ. Wang sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhập cư gốc Hoa tại Manhattan, New York, Mỹ. Từng theo đuổi sự nghiệp trượt băng nghệ thuật, tuy nhiên sau thất bại với ước mơ đại diện nước nhà thi đấu tại Thế vận hội Olympic, bà đã chuyển hướng sang một niềm đam mê khác, thời trang. Vera Wang kể lại rằng, mẹ là người khiến tôi có hứng thú với thời trang, bà có tình yêu vô bờ với những bộ quần áo. Vera Wang từng có 17 năm làm việc tại tạp chí thời trang Vogue, nhưng sau đó đã rời khỏi đây khi mất vị trí chủ biên vào tay Anna Wintour. Ngày trước sinh nhật 40 tuổi, Vera Wang quyết định làm đám cưới với Arthur Baker. Sau này, cả hai đã ly hôn và nhận ra thật khó để tìm được một chiếc váy cưới phù hợp với sở thích cũng như tuổi tác của mình. Nhận thấy đây là một cơ hội kinh doanh, song bản thân bà cũng rất do dự. Tôi nghĩ việc này có thể là đã quá muộn với mình, bà kể lại. Tuy nhiên, cha Vera Wang vẫn khuyến khích con gái theo đuổi cơ hội của mình, thậm chí cho bà mượn tiền để mở cửa hàng đầu tiên tại khách sạn Clyde ở thành phố New York năm 1990. Đã hàng triệu lần tôi tự hỏi bản thân khi đó mình đã nghĩ gì, hay sao lúc đó mình lại làm vậy, Wang chia sẻ. Nhưng nhiều hơn cả là tôi luôn thấy mình vô cùng may mắn khi được làm gì đó mà bản thân yêu thích, được học những bài học mới mỗi ngày, không chỉ với tư cách là một nhà thiết kế mà với cả tư cách là một nhà kinh doanh. Ngày nay, những cửa hàng váy cưới thiết kế thương hiệu Vera Wang đã xuất hiện ở cả London, Tokyo và Sydney. Thương hiệu của bà cũng mở rộng sang cả các lĩnh vực như quần áo may sẵn, trang sức, kính râm, giày, nước hoa và đồ trang trí nhà cửa. Bà cũng hợp tác với các thương hiệu lớn như Jael, Koi và David Bredo để cho ra mắt các sản phẩm mới. Tôi là người chủ duy nhất của thương hiệu, Wang trả lời khi được hỏi về công việc kinh doanh của mình. Ở tuổi 71, nhà thiết kế thời trang này vẫn không có ý định lui về hậu trường. Tôi nghĩ ngày mà tôi không còn tiến về phía trước nữa sẽ là ngày tôi thực sự dừng lại, Vera Wang khẳng định. Cùng với những thành công, Vera Wang cũng không ngần ngại chia sẻ về những thất bại, nỗi sợ hãi và thậm chí cả những khó khăn để tìm được chiếc váy cưới vừa ý năm 40 tuổi, động lực để người phụ nữ nhỏ nhắn này tạo nên thương hiệu váy cưới của chính mình. Về thành công, đó là cuộc đấu tranh mỗi ngày. Vera Wang từng chia sẻ, mỗi ngày trôi qua với bà đều là một cuộc đấu tranh bởi bà không có một cuộc sống toàn diện và cân bằng. Tôi nghĩ công việc là toàn bộ cuộc sống của tôi và nó mang đến cho tôi sự sợ hãi, niềm đam mê, lo lắng và cả căng thẳng. Nhà thiết kế chia sẻ, nhưng sự nghiệp của tôi đã giúp tôi có một cuộc sống trọn vẹn. Về cách xử lý công việc, với nữ hoàng váy cưới điều hành một công ty tương tự như bạn sống trong một gia đình, đứa trẻ nào khóc lớn nhất thì bạn sẽ dỗ đứa ấy đầu tiên. Điều này thực tế khá hợp lý bởi nếu có ai lớn tiếng phàn nàn, điều đó có nghĩa có gì đó không ổn đang diễn ra. Vera Wang chia sẻ, đó là cách tôi làm việc, việc đặt ra thứ tự ưu tiên không phải lúc nào cũng ổn thỏa, bởi rất nhiều lúc bạn phải giải quyết tới 10 công việc có mức độ quan trọng như nhau. Vấn đề là làm thế nào để bạn có thể giải quyết được nhiều vấn đề nhất theo hướng tích cực nhất. Động lực để tiến lên. Khi bạn nhận ra mình thất bại, bạn chỉ cần học cách bỏ qua thất bại đó. Việc này thực tế khó hơn rất nhiều so với việc cứ mãi nghĩ về thất bại đó trong đầu. Với tôi, thời trang là niềm đam mê thứ hai sau trượt băng, Vera Wang chia sẻ. Tôi đã nói với cha, tôi cần lý do để thức dậy mỗi sáng, tôi cần lý do để cảm thấy bị thôi thúc, phấn khích, hy vọng hay thậm chí sợ hãi. Đó là lý do tôi nhận lời làm việc ở Vogue. Trong tâm trí của mình, tôi biết mình không đạt được những gì bản thân kỳ vọng. Tôi không được vào đội tuyển trượt băng Olympic, trở thành tổng biên tập của Vogue. Tôi đổ lỗi cho mình rằng mình đã không thành công và lấy nó làm động lực để tiến lên. Lý do đến với nghề thiết kế váy cưới. Tôi luôn mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang và tôi nghĩ nếu mình không thử ngay lúc này, mình sẽ không bao giờ làm được điều đó, nhà thiết kế 71 tuổi cho biết. Khi lên lịch cho đám cưới và bắt đầu tìm kiếm chiếc váy cho ngày trọng đại. Ngày nay, việc một phụ nữ 39 tuổi kết hôn là điều hết sức bình thường, nhưng ở thời điểm năm 1989 thì không. Cũng vì thế, Vera Wang đã không thể tìm thấy chiếc váy mình ưng ý. Nhìn thấy những gì con gái đã trải qua, cha của bà đã gợi ý rằng đó có thể là một cơ hội kinh doanh thực sự. Chính ông cũng đã cổ vũ con gái rời khỏi Ralph Lauren và thành lập công ty của chính mình. Lời khuyên cho những người trẻ tuổi, đừng ngại bắt đầu.
Một lời khuyên mà nhà thiết kế lừng danh muốn gửi tới những người trẻ tuổi đó là hãy kiên định với con đường của mình. Mọi người thường nói với tôi hãy làm việc này, đừng làm việc kia, Vera Wang nói. Bà không nên ngần ngại làm một việc gì đó chỉ vì tất cả mọi người đều phản đối. Sự hối hận sẽ tệ hơn rất nhiều so với việc không bao giờ thử sức và còn tệ hơn cả sự thất bại. Về sức khỏe, trí não và tinh thần là thứ giúp bạn luôn trẻ trung. Với Vera Wang, làm việc và nghỉ ngơi luôn là hai điều rất quan trọng, đặc biệt bà rất quan trọng giấc ngủ. Trí não và tinh thần là thứ giúp bạn luôn trẻ trung, bà khẳng định. Tôi nghĩ nó còn quan trọng hơn cả một chế độ ăn kiêng kiểu mới hay số giờ bạn đạp xe đạp thể dục.